Hôm nay Ngọc sẽ review về cái đại gia đình serum dưỡng tóc Micen and Senses. Cái tên đọc cũng lẹo lưỡi luôn nhưng mà Ngọc sẽ đọc tắt là Micen ha. Thì cái nhãn hàng này được thành lập vào năm 2011 và nó trực thuộc tập đoàn Amore Pacific. Thì tập đoàn Amore đó thì các bạn biết nó quá lớn rồi, nó là công ty của Lani nè. Để mà mua đủ bộ 5 chai này thì Ngọc phải đặt tới 2 đơn hàng ở 2 shop khác với nhau, do là một số sản phẩm nó kiểu như là best seller nó hết á. Ví dụ như dòng này cũng hết, rồi dòng này nè nó cũng hết, cho nên là bắt buộc phải tách đơn hàng ra để mua đủ. Sau khi mình có đủ bộ 5 sản phẩm này thì mình cũng đã trải nghiệm rồi để mình có cái cảm nhận thực tế nè. Và mình cũng có một số lưu ý dành cho các bạn khi mình mua cái sản phẩm mà chưa có phân phối chính thức ở Việt Nam nha. Đầu tiên là về giá, bởi vì Ngọc mua 5 sản phẩm này ở 2 cái gian hàng khác nhau cho nên là giá nó cũng sẽ chênh lệch chút xíu. Thì ba cái sản phẩm đầu này nè thì Ngọc mua khoảng tầm là 158.000, chỉ có cái chai này thì nó rẻ hơn khoảng tầm 150.000, nó chỉ chênh lệch khoảng vài ngàn thôi. Còn hai cái này thì Ngọc mua sau á thì giá nó sẽ tốt hơn là khoảng tầm 145.000. Và mình nghĩ là cái giá này là cái giá trung bình luôn, tại vì mình xem trên nhiều trang web lắm rồi và họ sẽ bán dao động từ khoảng 130 cho tới 190. Thì tùy hơn, nếu có discount về ví dụ như là free ship các bạn hay là nó có chương trình khuyến mãi nữa thì nó cũng sẽ dao động trong cái tầm đó thôi. Really, nigga. Những cái chai Ngọc đang có ở đây á, nó là thuộc version năm 2020 và nó đã được upsize từ 70 lên 80 lít cho một chai như vậy. Thì Ngọc thấy là với 80 lít này á, nếu mà các bạn chăm dùng thường xuyên á thì cậu nghĩ chắc cũng phải tầm 3-4 tháng thì nó mới hết. Nhưng mà riêng đối với cái loại dạng nước như vậy thì mình sẽ mang hết thôi, chắc khoảng tầm 1.5 tháng. Tại vì mỗi lần mà Ngọc xài á, Ngọc bơm thì thấy hơi xót thiệt. Mà đúng là cái chai này là đắt nhất luôn trong tất cả những dòng này. Và thiết kế sản phẩm thì Ngọc thấy là nó cũng thiết kế cũng giống như những dòng serum trước đó Ngọc từng sử dụng qua, ví dụ như là Kusubaki hay là Tresemme á. Nhưng mà nó có một cái là cái phần nắp này của nó nè, nó thiết kế hơi ngộ, tại vì nó sẽ có cái phần dư ra giống như vậy nè, các bạn thấy đó. Khi mà mình ấn vào mình không có kỹ hoặc là mình không có để đúng cái vị trí của cái dòi á thì sẽ dễ bị kiểu như nè, ấn cái đó, nó sẽ bị nhiễu cái phần serum ở trong ra. Và mình đã bị rồi, không phải là một lần mà bị nhiều lần, cho nên là mình thấy thiết kế này nó làm cho mình hơi bất tiện chút xíu. Đúng là nhìn thì nó đẹp thiệt, nó gọn gàng, nhưng mà thà vậy thì mình làm một cái nắp ập riêng và mình ập thẳng vô luôn vậy, nó bao trọn luôn cái giò thì nó sẽ ok hơn, nhanh gọn hơn. Chứ mỗi lần mà mình sử dụng xong cái mình canh á, nhấn lại để không nó lại bị xì ra nữa. Khi mà các bạn mua sản phẩm về thì nó sẽ nằm ở trong cái hộp giống như vậy. Thì đương nhiên là mỗi màu nó sẽ có một cái hộp màu riêng biệt, nhưng mà cái thiết kế tổng quan nó giống nhau ha. Cái hộp này nó là bằng nhựa nè, và ở trong đây thì nó có một cái miếng để mà cố định cái chai thôi. Thì trên bao bì thì Ngọc không có thấy chữ tiếng Anh hay là chữ tiếng Việt hết, bởi vì đây là sản phẩm nhập từ bên Hàn về và nó chưa có đơn vị phân phối chính thức á, cho nên là nó không có nhãn phụ. Muốn tìm hiểu thông tin thì mình bắt buộc phải lên mạng tìm hiểu rồi. I don't know. Cái phần cái hộp này thì Ngọc thấy là khá chắc chắn để mà nó bảo vệ được cái sản phẩm khi mà về tới tay mình nó không có bị móp méo á. Nói chung là mình hài lòng với cái bao bì của sản phẩm, bởi vì nó sẽ đảm bảo được cái chất lượng cũng như là an toàn cho cái sản phẩm của mình. Cái chai nhựa này nó rất là chắc tay nha các bạn. Mặc dù là chai nhựa nhưng mà mình cảm giác là nó rất là trong và nó rất là đẹp. Các bạn có thể nhìn cái chai màu hồng này nè, nhìn nó trong suốt luôn và nó rất là bóng nha. Bởi vì mình cảm thấy cái thiết kế này nó được đầu tư chỉnh chu, và cái phần nắp chỗ này nè nó có kiểu giống như là một cái dạng mạ nhé, sáng sáng. Nói chung là mình ưng cái kiểu thiết kế này và cái kích thước cầm á thì nó cũng vừa với cái bàn tay của mình đó nè. Mình bơm như vậy. Có một lưu ý cho các bạn á là hiện tại Ngọc Cơ trên Shopee nó đang có một cái dòng nó thiết kế y chang như cái dòng này luôn, không có khác gì hết, màu sắc đồ này y chang hết. Và nó có tên là GC Cool, nó sẽ bán giá là thấp hơn cái loại này khoảng một nửa giá. Đôi khi Ngọc thấy một số chỗ bán là có 28.000 thôi. Bởi vậy nếu mà các bạn, nếu mà mình
không có xem xét kỹ lưỡng về hàng hóa và mình thấy sao mà giá rẻ quá, bán niêm yết là 180-190 gì, nhưng mà sao cái này bán có 70-80. Mình mua coi chừng các bạn mua phải cái hàng mà rởm nha, nên các bạn cẩn thận. Là hiện tại cái sản phẩm của nó vẫn tên là Micen Essence. Về thành phần thì năm sản phẩm này nó đều có 7 thành phần chủ chốt để mà tạo nên cái danh tiếng của Micen. Và thành phần nó thì bao gồm là cái dầu vàng agar của hàng Morocco nè, rồi dầu marula, dầu jojoba, dầu olive nè, dầu dừa nè, rồi còn có cả dầu mơ và hoa trà đó. Thì đó là những cái thành phần chính. Thì tùy theo cái công dụng của từng sản phẩm mà cái lượng thành phần nó sẽ được tăng giảm. Ví dụ như chai này thì chắc chắn nó sẽ không phải là dầu nhiều rồi. Oh my god. Thì giờ mình sẽ chia sẻ cảm nhận của mình đối với từng dòng luôn nha. Đầu tiên là đối với cái dòng dạng nước như vậy thì thực sự đây là một cái texture là lỏng nhất luôn, và nó là rất là dễ chịu khi sử dụng, nó không có cảm giác bết rất khó chịu. Và khi mà mình dùng thì cái mùi này gần như là cái mùi dễ chịu nhất, mùi nhẹ nhất và dễ chịu nhất. Bạn thấy nè, cái phần texture của nó nha. Đó, là dạng nước nè. Và khi các bạn sử dụng thì mình bơm khoảng tầm 2 đến 3 bơm cho tóc dài. Còn tóc ngắn á, thì các bạn bơm một lần thôi. Đây, nhìn thấy nó rất là bóng, nhưng mà texture nó rất là dễ chịu, không kiểu bị bết rít. Thơm, cái mùi mình thấy là hơi mùi bờ phơm chút xíu, không có quá nồng với mùi dầu dừa. Và đây là cái dòng mình nghĩ là thực sự là dễ xài nhất cho những bạn kiểu như là mình muốn dưỡng tóc thêm á, chứ không phải là mình kiểu như là bị hư tổn nhiều và sử dụng dòng này thì mình nghĩ là sẽ không có hiệu quả bằng. Và dòng này khi mình xài thì mình thấy là nó không có bị bết tóc nè, là một. Và kiểu như là không có làm cho tóc mình đổ dầu nhiều, mà nó cũng rất là dễ thấm vào tóc nữa. Và cái chai này thì cái màu sắc nó rất là freshy nha, và nó có một cái hình kiểu dừa và nước á, nhìn rất là mát mắt. Nói chung là đây là một cái dòng mà mình sẽ đề nghị cho những bạn mà tóc đẹp rồi, muốn duy trì và mình kiểu như là muốn cho tóc mình thơm thơm nhẹ xíu á, không có bị rối tóc hay gì hết, thì đây là ok, dòng này là vừa rồi. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. Tiếp theo là tới dòng màu hồng rất là dễ thương, rất đánh bèo, đó là dòng Stylish. Thì cái dòng này sẽ phù hợp với những bạn nào, thì các bạn nhớ đón xem video tiếp theo vào tuần sau nha. Tại mình nghĩ là video tuần này đã đủ dài và đủ thông tin cho các bạn để tìm hiểu về dòng Micen rồi ha.